Sởi là gì? Sởi là một bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, rất dễ lây lan qua không khí khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Bệnh này thường xuất hiện ở trẻ em, nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh nếu chưa từng tiêm phòng hoặc chưa mắc sởi trước đó. Phòng ngừa sởi như thế nào? Tiêm phòng vaccine Vaccine là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Ở Việt Nam, vaccine sởi thường được tiêm cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên. Đối với người lớn chưa từng mắc sởi hoặc chưa tiêm phòng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tiêm phòng bổ sung. Tăng cường vệ sinh cá nhân. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi ho hoặc khắc hơi. Che miệng và mũi khi ho hoặc khắc hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay để tránh phát tán virus. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Nếu có người trong gia đình hoặc cộng đồng mắc sởi, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để giảm nguy cơ lây lan. Tránh đến những nơi đông người nếu trong khu vực đang có dịch sởi. Tăng cường sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, ăn nhiều trái cây, rau xanh giàu vitamin C và uống đủ nước. Ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe tốt. Quan tâm đến dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện dấu hiệu như sốt cao, phát ban, cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Theo dõi sức khỏe của trẻ nhỏ và người già kỹ càng vì đây là những đối tượng dễ bị biến chứng khi mắc sởi. Phòng ngừa bệnh sởi không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân mà còn là của cả cộng đồng. Tiếp phòng đầy đủ và thực hiện các biện pháp vệ sinh cơ bản là chìa khóa để bảo vệ bản thân và những người xung quanh khỏi căn bệnh này. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.